Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục chăm sóc sức khỏe của kênh Mẹo Sống Khỏe VTT7. Bài thuốc đơn giản trị bệnh gút rất nhanh chóng và hiệu quả ngay tại nhà. Các bạn thân mến, bệnh gút hay còn gọi là thống phong là tình trạng lắng đọng urat trong các khớp dẫn tới viêm khớp, sưng đỏ, đau nhức rất khó chịu. Các triệu chứng của bệnh gút hầu hết là cấp tính, diễn ra một cách đột ngột. Cơn đau thường xuất hiện vào ban đêm khiến người bệnh trằn trọc, khó ngủ, mệt mỏi. Nếu không sớm điều trị sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày của người mắc bệnh. Để điều trị bệnh gút, ngoài áp dụng các biện pháp theo y học hiện đại thì những bài thuốc dân gian cũng được nhiều người áp dụng và được đánh giá là có hiệu quả cao. Trong số đó, phải kể tới là bài thuốc chữa bệnh gút bằng cải bẹ xanh. Các bạn biết không, rau cải bẹ xanh là loại rau kiềm tính, hầu như không chứa purin, có tác dụng rất tốt trong việc giải độc, thanh nhiệt cơ thể. Rau cải bẹ xanh còn rất lợi tiểu, giúp đào thải tốt axit uric ra khỏi cơ thể nên được coi là một trong số phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh gút hiệu quả. Vậy chữa bệnh gút bằng rau cải như thế nào để đem lại hiệu quả cao? Các bạn cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé! Nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị. Thứ nhất là khoảng 200g rau cải. Bạn nên sử dụng rau cải còn xanh tươi nhé! Nguyên liệu thứ hai cần chuẩn bị đó là muối trắng. Đây là hai nguyên liệu cần chuẩn bị cho cách trị bệnh gút tại nhà này. Với hai nguyên liệu này thì cách các bạn thực hiện như sau. Đầu tiên bạn cần chuẩn bị cho mình một chậu nước sạch. Chúng ta sẽ cho rau cải đã chuẩn bị vào và rửa thật sạch đi nhé. Cách tốt nhất là bạn nên rửa từng lá một nhé. Sau khi rửa lần thứ nhất xong thì bạn tiếp tục rửa lần thứ hai nhé. Với lần thứ hai này thì bạn hãy cho thêm vào chậu nước này một chút muối trắng và khuấy đều lên. Khi mà muối đã tan hết thì bạn hãy cho rau cải vào và rửa sạch đi nhé. Chúng ta sẽ ngâm rau cải trong nước muối pha loãng khoảng 3 đến 5 phút. Giờ thì bạn có thể vớt rau cải ra được rồi. Bạn hãy để ráo nước đi nhé. Đây là rau cải sau khi được rửa sạch và để ráo nước. Giờ mình sẽ thái nhỏ nó ra. Rau cải sau khi thái nhỏ, mình sẽ cho nó vào một cái xoong sạch. Bạn cho vào xoong này khoảng 500ml nước sạch. Giờ thì bạn có thể cho xoong này lên bếp đun cho mình nhé. Nồi nước của chúng ta sôi rồi đây.
Khi mà nồi nước lá cải sôi thì bạn hãy cho nhỏ lửa và đun thêm khoảng 1 phút nữa cho rau cải chín nhé. Bạn không nên đun quá lâu vì khi đun lâu, rau cải sẽ chín nhừ, nước của nó sẽ rất nồng và khó uống. Đây là xoong rau cải của chúng ta. Với xoong này thì chúng ta chỉ sử dụng phần nước thôi nhé. Mình sẽ gạn phần nước rau cải ra một cái bát nhé. Chúng ta chỉ sử dụng phần nước thôi các bạn ạ. Đây là bát nước rau cải của chúng ta cho cách trị bệnh gút tại nhà này. Cách các bạn sử dụng bát nước này như sau. Bạn nên uống nước rau cải này hàng ngày thay nước. Bạn nên kiên trì áp dụng bài thuốc này đều đặn mỗi ngày, khoảng 2 đến 3 tuần, mỗi ngày từ 2 đến 3 lít sẽ giúp đào thải axit uric ra bên ngoài tốt hơn và giúp bệnh gút nhanh chóng thuyên giảm. Ngoài ra, bạn có thể dùng rau bẹ cải xanh nấu canh ăn hàng ngày cũng rất tốt, hoặc kết hợp lấy lá cải xanh giã nát rồi đắp lên chỗ bị gút sưng đau. Bạn biết không, trong nước cải xanh chứa nhiều hoạt chất có tác dụng đào thải các axit uric, đây chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh gút. Trong thời gian điều trị bệnh gút bằng cải bẹ xanh thì người bệnh cần tuân thủ chế độ ăn uống ít hoặc không có thành phần nhân purin, duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh, tránh ra bia rượu và chất kích thích. Vận động vừa phải để máu và các dịch khớp lưu thông, bôi trơn hoạt động của khớp. Chúc các bạn thành công và luôn khỏe mạnh. Video của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng video của mình hữu ích với các bạn. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe.